hè thu đây. Đó, mình dơ các khóm lên cho mọi người xem. Đấy. Giá và địa chỉ, số điện thoại liên hệ thì mình để ở dưới phần comment. Anh em nào có nhu cầu thì kết bạn Facebook với số điện thoại mình để bên dưới ấy, hoặc gọi điện trực tiếp đấy. Sẽ chụp ảnh từng khóm một như yêu cầu của mọi người và báo giá. Đây, khóm này rất đẹp. Khóm này hai củ to này, hai củ nhỏ mang mầm này, wow. Đây, tính ra chỗ này mình cũng cả to cả nhỏ thì cũng phải tầm 15-20 khóm đấy. Anh em nào lấy hết thì tất nhiên là giá là rất êm rồi. Còn giấy lẻ thì mình cứ tính giá như bình thường thôi. Đó. Đây, một chậu nhỏ. Mình tách xong là sẽ đã làm sạch sẽ rồi, kéo lên sẹo xiếc rồi, về mọi người chỉ việc trồng thôi. Đấy. Đây, khóm này đẹp lắm mọi người. Đây. Mọi người thích mua khóm hai thân được nha. Hai thân mình có đâu rồi. Đây. Hai thân, đó. Đẹp luôn. Khóm này lá mướt luôn này. Đấy. Cái này hai củ dài. Khóm này cũng là khóm hai thân luôn. Nhưng mà cái này cái măng lại bị lỗi lá. Đây là gãy này. Tùy mọi người thôi. Đó. Giá trước mình để ở dưới comment nhá. Anh em đọc comment rồi liên hệ. Đó, ok. Xin chào mọi người.